quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Sau một năm ngày mất cha, cuộc sống của con cái nuôi cố nghệ sĩ Khánh Nam giờ ra sao? Thưa quý vị, Khánh Nhi, con gái nuôi cố nghệ sĩ hài Khánh Nam đã đánh bại các đối thủ nặng ký để giành giải quán quân sau Nối ngôi nhí trong đêm chung kết tháng 9 năm 2017. Nam diễn viên hài qua đời đột ngột khiến con gái nuôi chịu áp lực và thua thiệt bởi ông đang hỗ trợ cho cô bé ở cuộc thi. Nhưng vì cha, người dạy dỗ khiến cô bé có động lực để chiến thắng cuộc thi. Mới đây gặp lại Khánh Chi, quán quân sau Nối ngôi nhí năm 2017 khi ghi hình chương trình game show sắp đến. Cô bé không giấu được sự háo hức khi được diễn chung với các nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, nghệ sĩ Thanh Thủy. Trong chương trình, Khánh Nhi vào vai bé Nhi, cháu ruột của bà Ngọc là Thanh Thủy đảm nhận. Cô bé ngoan hiền và mang đến nhiều tiếng cười cho gia đình. Có lẽ với lối diễn chân thật, hồn nhiên nhưng cũng rất có nghề, Khánh Nhi được các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong đoàn hết mực yêu thương và hỗ trợ hết mình. Điều đó khiến cô bé không khỏi chạnh lòng nhớ đến cha nuôi của mình, cố nghệ sĩ Khánh Nam. Em tâm sự, lúc còn sống, tí chỉ dạy con diễn mà ít có la mắng. Tí thường dắt con đi chơi, mua đồ ăn cho con, đút từng muỗng cho con ăn. Mong ước của tí lúc còn sống là muốn con được đi diễn nhiều hơn, đi đến đâu cũng được khán giả biết đến. Được biết, cuối tháng 9 vừa qua cũng là tròn một năm ngày mất của cố nghệ sĩ Khánh Nam. Tuy nhiên, Khánh Nhi được mẹ dẫn đến viếng dỗ đầu của tía. Mẹ cô bé kể trong ngày dỗ, Khánh Nhi buồn bã ngồi nhìn bàn thờ và khóc. Trong buổi quay, được hỏi về cha, Khánh Nhi không giấu được sự nghẹn ngào. Ngày dỗ của tía, con buồn, không nghĩ tía mất mà chỉ nghĩ ông đi đâu xa. Con nhớ tía, bữa nào đi học về con cũng muốn khóc. Khánh Nhi bật khóc khi nhớ về cha, bởi sau khi ba nuôi mất, Khánh Nhi không còn đủ tin tưởng, dù được mẹ động viên, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhưng phần vì nhớ người ba nuôi quá cố, thí sinh nhỏ tuổi vẫn không đủ sức để tiếp tục. Trước đó, chị Ánh, mẹ Khánh Nhi tâm sự, con gái sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Ở trường bé tham gia cuộc thi văn nghệ, đều giành giải nhất, chị bèn đưa bé đến học ở trung tâm dành cho thiếu nhi. Nhưng theo học được vài tháng, chị Ánh không có tiền đóng học phí nên đành cho con gái nghỉ. Sau một năm ngày mất cố nghệ sĩ Khánh Nam, mỗi ngày mẹ Khánh Nhi đều tất bật chở con đi học và đến các điểm diễn. Chị nói, thấy con đi học đi diễn đóng phim, nhiều khi ăn uống qua loa trên xe, thấy con mệt tôi thương lắm nhưng do con đam mê quá, con thích hát, thích diễn, ở nhà bữa nào là con lại than buồn. Chị cho biết sau một năm dừng lại, cuộc sống hai mẹ con tạm ổn khi chị thuê một căn nhà để ở. Tầng dưới chị mở tiệm tóc nhỏ, làm lay trai, trang trải cuộc sống hàng ngày. Tiểu sử danh hài Khánh Nam. Nghệ sĩ hài Khánh Nam sinh năm 1965 tại tỉnh Đồng Nai, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Danh hài Khánh Nam tên thật là Trần Minh Thành. Anh được biết đến là một nghệ sĩ hài có tiếng tại miền Nam. Ông sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó. Anh trai ruột của ông là nghệ sĩ cải lương Khánh Tuấn. Ông sống độc thân và được xem là người nghệ sĩ nghèo nhất nhì trong số những nghệ sĩ hài nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngoài ra, ông còn là người thành lập nên nhóm hài kịch Khánh Nam. Bên cạnh đó, danh hài Khánh Nam còn gây chú ý với khán giả bằng các tiểu phẩm hài trong chương trình Ôn Dời Cậu Đây Rồi. Khi còn nhỏ, nghệ sĩ Khánh Nam đã rất mê ca hát cải lương. Vào năm 1982, khi danh hài này mới lên 17 tuổi, anh đã có một quyết định. Đó là quyết định nghỉ học để theo các gánh hát cải lương, để có thể theo đuổi niềm mơ ước của mình là trở thành một nghệ sĩ cải lương trên sân khấu giống như anh trai mình. Nhưng rồi các nghệ danh Khánh Nam trở nên nổi tiếng với các khán giả qua các vai diễn bụi đời tại hầu hết các sân khấu kịch Sài Gòn. Vai diễn đầu tiên anh diễn khiến cho các khán giả phía dưới sân khấu cười nghiêng ngả đó là vai Thằng Ở Đợ trong vở Ai Làm Bác Sĩ, sau đó là vai Tình Em Bán Kẹo. Tham gia vào nhiều vai diễn khác nhau, sau này nghệ sĩ hài Khánh Nam đã tự tạo riêng cho mình lối diễn rất riêng, mang dáng dấp ông cụ dáng vẻ lùa khụ và ăn nói tưng tửng. Đến năm 2003, anh chính thức lập nên nhóm nhạc hài kịch mang tên Khánh Nam. Nhóm hài của anh nhanh chóng trở thành một trong những nhóm hài nổi tiếng tại Sài Thành với những vở diễn Giả Từ, Lưu Linh, Lỗi Tại Ai, Liên Khúc Ba Thời Đại, Vụ Án Con Cô Đất, Lô Cốt Ơi Lô Cốt, tất cả đều do anh dàn dựng và biểu diễn. Anh cũng từng là nghệ sĩ giành giải nhất tại Liên hoan sân khấu hài Nụ Cười Xanh 2011 do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2013, danh hài Khánh Nam đã tổ chức một live show cho riêng mình với chủ đề Danh hài Khánh Nam 30 năm tầm vương tơ, được diễn ra tại phòng trà Nam Quan.
đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và báo chí. Tham dự buổi live show này có rất nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ tham gia cùng anh như Cát Phượng, Trấn Thành, Dũng Nhí, Nguyễn Chính, Đăng Khoa, Gia Kiệt, nghệ sĩ Khánh Tuấn, Tâm Tâm, Trúc Đào, Trương Khả Ly, ca sĩ Cẩm Ly, Vũ Duy, Nguyễn Huy, Giáng Tiên, Di Hòa, Nhật Kim Anh, Võ Đình Hiếu, MC Thanh Bạch, Diễm Quỳnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.